Các người có muốn biết nguồn gốc tại sao người Pharisee trông đôi Giê-xu? Các người có muốn biết thực chất của người Pharisee không? Họ đeo ảo tưởng về đấng Messi và chỉ tin rằng đấng Messi sẽ đến mà không kiếm tìm lẽ thật sự sống. Bởi vậy mà cho đến tận ngày nay họ vẫn đợi chờ đấng Messi, vì họ không có hiểu biết về con đường sự sống, cũng không hiểu biết về con đường lẽ thật. Họ chẳng hiểu biết về con đường lẽ thật. Các người nói xem làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và rút nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được đấng Messi? Làm sao họ có thể thấy được đấng Messi? Họ đã trông đôi Giê-xu, bởi họ không danh đấng Messi, trong khi chúng đôi thực chất của đấng Messi bằng bất kỳ giá nào. Những người Pharisee này thực chất là cố chấp kiêu và không vâng phục lẽ thật. Nguyên tắc cho niềm tin nơi Đức Chúa Trời của họ là bất kể ngài thuyết giáo thâm thúy ra sao, bất kể thâm quyền của ngài cao thế nào, ngài vẫn chẳng là đấng Christ nếu không được gọi là đấng Messi. Những quan điểm đó chẳng chúng thật ngơ ngẩn và lộ bịnh sao, khi người chẳng có hiểu biết gì về Giê-xu, chẳng phải quá dễ dàng để mắc phải những sai lầm của dân Pharisee ngày xưa. Liệu các ngươi có thể nhận ra con đường lẽ thật? Liệu các ngươi có thể đảm bảo rằng sẽ không trông đôi đấng Christ? Liệu các ngươi có thể đảm bảo rằng sẽ không trông đôi đấng Christ? Liệu các ngươi có thể đi theo công tác của Đức Thánh Linh? Nếu các ngươi không biết liệu mình có trông đôi đấng Christ, thì ngài phán các ngươi đang sống trên bờ vực của cái chết.